tại Cá Bé Màu 5K xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cá Bé Màu 5K nha. Thì anh em hôm nay mình tiếp tục đi mua cá nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi kiếm cá giống thì mình nuôi nha anh em. Thì mình kiếm cái loại giống nào rẻ mà đẹp thì mình mua về mình nuôi. Anh em cũng có thể lại đây để mua cái chậu cũ anh em. Thì chậu của mình hổm mình quay mình giới thiệu với anh em vậy nha. Nay rất là đông nha anh em, nay là thứ bảy nha anh em. Thứ bảy rất là đông. Thì mời anh em theo mình nha. Đây là gồng tím nha anh em, gồng tím này. Đây là phun ghét. Phun ghét ghi bông nha anh em. Là cua đen ghi bông. Giá rất là ok nha anh em, rất là rẻ. Đủ loại cá hết. Cho ăn hai cử. Này. Cử một con vậy là nó ăn tầm cỡ 3-4 viên. Đây là người ta mua rất là đông nha anh em. Đây là 3-4 người đứng bán luôn. Bắt không kẹp, cái giá là rất là rẻ nha anh em. Cái giá thì rất là mềm, rất là rẻ. Thì anh em nào mà thích thì ghé đây mua nha. Rất đủ loại cá luôn nha anh em. Cá bé ta nè, sim, phướng, galaxy, đủ loại luôn. Có đủ loại thức ăn luôn nha anh em, thức ăn nè đó. Ngoài lề đường á nha anh em, ngoài lề đường mà đồ nó cá là nó nhiều hơn ở trong tiệm luôn, đủ loại cá luôn. Đây. Cái ta này là từ 50k nha anh em, từ 30 cho tới 50, còn 70. Đủ loại hết. Con số mấy anh chị hỏi xin điện thoại nè, có cho không? 092. Để hồi em lấy em lưu tên ấy, là có ai mà muốn thì người ta điện ha. Đây là phun gòn nha anh em, phun gòn ghi bông nè. Phun gòn ghi bông luôn. Đó. 24. Gồng mỏ ghi bông luôn. Gồng mỏ ghi bông luôn. Để lấy đi đi, gì gì đi nha, có gì đâu trời ơi. Nó uống gì? Bắt cá thêm hay gì? Gồng tím nha anh em, hay là gồng tím, gồng tím ghi bông. Ở đây gồng xanh hay gồng tím anh? Gồng tím. Gồng tím à, gồng tím ghi bông. Trống gan. Trống mày gan máy này ghi bông. Chứ mua cái bịch kia nhỏ cũng mất 20 mà.
Ba thùng này 15 ngàn á anh? 15 ngàn một con. Galaxy Lobo, Galaxy Yellow, Lắc Lu. Đây đặt cái giặt đây là ba thùng đó là 15k nha anh em. 15k giá rẻ bèo luôn. Có tùy thôi con, cái thùng cũng đang nhớ cái là 10. Nước nó phải ok. Nước nó mình phải lấy một cặp. Con nó cũng 10 ngàn luôn á. Mấy này hả? 20-30 trở lên. Rồi bắt cái khác lấy. Này thằng đó sọt này tới 30 ngàn. 30 ngàn con hả? Ờ, sọt hơn. Sọt đi bông tới 50 rồi. Mình về tới nhà rồi nha anh em. Thì bữa nay là mình mua được cái những thứ này nha anh em. Thì bo nè anh em. Cũng 20k bo luôn. 20k bo. Rồi 30k thùng chỉ. Đây. Rồi đây là đồng xanh nha anh em, đồng xanh ghi vong. À mình mua về để mình chèo giống với cá của mình luôn. Đồng xanh ghi vong. Rồi đây. Đây là cá đen ghi vong luôn nha anh em, cá đen ghi vong luôn. Đó. Và đây. Đây là cùng đỏ nha anh em, cùng đỏ ghi vong luôn. Rồi chiếc này mình chơi ghi vong luôn anh em, tại vì mình phát hiện được cái chỗ cá này giá thì nó rẻ thì mình mua mình đổi luôn. Thì cá này là mình lựa nha anh em, lựa từ con như vậy là ảnh bán mình là 50k một con, thì đáng lẽ là nếu mà size bự như vậy là ảnh bán 40k một cặp. Thì mình lựa mình bắt cá chuẩn hơn thì 50k, còn như mấy con này là 30k nha anh em. Con xanh này là 30k nè, đó 30k với coi đen này là 30k luôn. Là này mình hốt đại nè, đó hốt ngang nè đó. Còn cá này là mình lựa mấy con này nó đẹp thì anh bán là 50k. Thì sớm mình cứ hỏi xin thứ ông thổi ảnh anh em thì mới đầu vô ảnh cho, rồi sau này cuối cùng hồi cái mình nói chuyện hồi ảnh hồi cái hồi đầu anh không cho anh đâu ý, anh nói là anh sợ mấy đứa nhỏ nó điện quá anh không có buôn bán gì được hết, thì cuối cùng anh không cho luôn. Anh nói bây giờ nếu mà anh em mà có lấy sỉ thì đem lại nói chuyện với ảnh rồi ảnh sẽ bỏ sỉ cho anh em về bán lại, hoặc là bán cái giá rẻ hơn để cho anh em dịnh em nuôi chơi. Quay với mình tới đây mình cũng xin kết thúc em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả anh em nào mà muốn mua cá rẻ giá rẻ thì anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ giùm cho mình nha, thì mình sẽ săn lùng mấy chỗ cá giá rẻ thì mình chia sẻ tới tất cả các anh em. Tạm biệt các anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Tạm biệt anh em.